thẻ của Bảo Thi, Ninh Dương Ngọc khiến dân mạng không tin vào mắt mình. Thường xuyên xuất hiện với những hình ảnh lộng lẫy và được make up kỹ càng, Ninh Dương Ngọc với Bảo Thi mới đây còn gây chú ý khi đăng tải ảnh thẻ chụp vội. Đường nét hài hòa cùng làn da trắng mịn nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng, thậm chí vì quá xinh đẹp mà nhiều dân mạng còn nghi ngờ về độ chân thực của bức ảnh trước ảnh thẻ chụp vội của đồng chí bé Thi. Cô chia sẻ, Bảo Thi trang điểm nhẹ, da trắng hồng cùng đường nét hài hòa khiến người xem khó có thể rời mắt. Dưới phần bình luận thì nhiều người còn bày tỏ sự hoài nghi vì sự xinh đẹp, hoàn hảo dù cô chia sẻ là chụp vội. Rất nhanh sau đó thì giọng ca công chúa bong bóng liền lên tiếng phản hồi kèm bình chụp visa. Khi chụp visa Mỹ thật cả nhà ơi, nhanh lắm, 3 giây là có hình. Là mẹ một con thì Bảo Thi càng ngày càng thăng hạng về nhan sắc lẫn phong cách thời trang. Vợ đại gia Hà Tĩnh khéo léo diện những bộ trang phục cắt xẻ vừa đủ, làm tôn lên được đường cong nóng bỏng và thon gọn sau sinh. Không còn hoạt động nhiều trong showbiz, nữ ca sĩ tập trung chăm sóc gia đình và tận hưởng những chuyến đi du lịch xa hoa. Hiện tại thì việc ca hát cô chủ yếu làm kinh doanh, đại diện nhãn hàng và quảng cáo. Có thể thấy hôn nhân hạnh phúc viên mãn đã giúp Bảo Thi ngày càng xinh đẹp và hạnh phúc. Không kém cạnh đàn chị, Ninh Dương Ngọc gần đây cũng gây sốt với tấm ảnh thẻ để xin đi visa Mỹ. Xinh quá chị ơi, thật không thể nào tin vào mắt mình nữa, quá xinh đẹp luôn rồi là những bình luận dưới bài đăng. Thời gian gần đây vì hai diễn viên mới trong Cô Gái Từ Quá Khứ, nữ diễn viên Chiến Ích đã cắt tóc ngắn, lên cân để phù hợp với tạo hình của nhân vật. Cô nàng vẫn giữ được vẻ quyến rũ, sang chảnh vốn có trong những hình ảnh đời thường được đăng tải. Giọng ca gái già muốn lấy chồng trang điểm, ăn mặc đơn giản nhưng luôn thu hút nhờ những nụ cười duyên dáng cùng nguồn năng lượng tích cực, vui vẻ. Sự xuất hiện trong các sự kiện mỹ nhân gái già làm chiêu nhanh chóng chiếm trọn spotlight nhờ thần thái, cùng những bộ trang phục cắt xẻ, khoe vòng eo con kiến và có chiều cao ấn tượng. Hiện tại cô đang là ngôi sao hạng A của Vbiz, hoạt động năng nổ với vai trò là diễn viên. Vẻ ngoài xinh đẹp, đời tư trong sạch và sở hữu lượng fan đông đảo, Ninh Dương Ngọc cũng nhanh chóng trở thành gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng lớn trong nước, đắt sâu quảng cáo, dự sự kiện. Thành công và giàu có, Ninh Dương Ngọc hiện vẫn đang là mỹ nhân độc thân đắt giá của Vbiz.